Minh Thư xin chào những khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay thì chó mèo không chỉ là vật nuôi để giữ nhà mà còn là một người bạn và là một thành viên trung thành trong gia đình. Thế nhưng là trong thời gian gần đây thì tình trạng chó tấn công người ngày càng phổ biến, và đặc biệt là với tình trạng là chó nước ngoài du nhập vào Việt Nam thì dưới trời nắng nóng như vậy thì rất là dễ gặp phải chó bị mắc bệnh dại, và điều này đã khiến cho nhiều người hoang mang lo sợ, và chúng ta có thể phòng tránh cũng như là ứng phó kịp thời trong cái hiện trạng là chó tấn công người như thế nào. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Hoàng Huy Liệu, là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào ông. Ông có thể chia sẻ về thực trạng mà chó dại tấn công người tại tỉnh Lâm Đồng được không ạ? Thì cái thực trạng chó tấn công người theo thống kê của ngành thú y cũng như ngành y tế dự phòng thời gian qua là tăng rất là nhiều. Trong năm 2015 đã có trên 3.000 người bị chó tấn công mà phải đến điều trị dự phòng tại các trung tâm y tế huyện. Vậy dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết một con chó bị dại là như thế nào? Ông có thể chia sẻ được không ạ? Chó bị bệnh dại thì nó có hai cái thể. Thể thứ nhất đó là cái thể điên cuồng. Và cái thể thứ hai đó là cái thể im lặng, hay là người ta gọi là thể câm. Thể đơn cuồng đó, là con chó nó khi bị lên cơn nó rất là dữ dội. Nó gặp ai nó cũng cắn, gặp cái vật gì nó cũng cắn. Cái thể thứ hai đó là thể câm hay là thể bại liệt. Có nghĩa là con chó nó thay đổi thói quen, nó thích vào bóng tối, nó yên lặng, nó không vui mừng như mọi khi, và nó chảy nước dãi, thè lưỡi, và nó từ từ nó chết. Khi mà chúng ta bị chó dại tấn công thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải xử lý cái vết thương bằng nước xà phòng và trên vòi nước sạch, thì chúng ta sát trùng lại bằng cồn hoặc oxy da, tránh cái trường hợp là băng bó kín lại, tức là sau khi rửa xong chúng ta nên để hở một thời gian chúng ta mới băng bó lại. Vâng, thưa ông, để ngăn ngừa việc bị bệnh dại từ chó lây sang người thì ông có lời khuyên gì cho các hộ gia đình đang nuôi chó và mèo để chúng ta có một cái ngăn ngừa chung được không ạ? Thế thì để quản lý được cái việc chó nuôi và để phòng ngừa bệnh dại ấy, thì chúng tôi có mấy lời khuyên như thế này. Cái thứ nhất là chúng ta hạn chế nuôi chó. Cái thứ hai, chúng ta nuôi chó là chúng ta phải tiêm phòng. Cái thứ ba là chúng ta không thả rông. Cái thứ bốn là chó đưa ra ngoài đường chúng ta phải dọ mõm. Này, cái thứ năm là phải khai báo và có sự quản lý của chính quyền từ tổ dân phố đến địa phương. Này, và chúng ta một cái quan trọng nữa là chúng ta tránh chơi đùa nghịch ngợm với chó, và khi bị chó cắn thì chúng ta phải chủ động đến cơ sở y tế và chúng ta để có cái điều trị phòng ngừa. Và một lời khuyên nữa là khi đã bị chó cắn thì chúng ta tránh đến các cơ sở thuốc nam để chúng ta tự chữa trị, bởi vì thuốc nam thì không có, bị hiện nay không có thuốc nào mà có thể chữa được bệnh dại. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mà Minh Thư hy vọng rằng là với những thông tin hữu ích mà ông Hoàng Huy Liệu đã chia sẻ đến quý vị và các bạn sẽ giúp cho chúng ta có thể phòng tránh cũng như là ứng phó kịp thời khi bị chó dại tấn công. Ngay bây giờ thì Minh Thư xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau. Đàn đá là loại nhạc cụ thuộc bộ gõ lâu đời tại Tây Nguyên và là nhạc cụ cổ xưa nhất của loài người. Đàn được làm từ các thanh đá với kích thước ngắn, dài, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày có âm vực trầm, còn thanh đá ngắn, nhỏ thì có âm vực thanh cao.